đang xem diễn biến của set thứ hai trận chung kết đơn nam giữa Vũ và Duy Con. Kết quả tạm thời sau set thứ nhất, Vũ đang dẫn 1-0. Duy Con giao bóng một đều. Bóng không ngoài lưới. 3-1. Vũ vào bóng 1-3. Kết quả tạm thời giữa